Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với cơn bão số 7, ngày 13 tháng 10, nhiều địa phương ven biển như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng đã ra công điện khẩn yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão lũ, có phương án ứng phó kịp thời. Theo đó, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các sở, cấp tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan. Chủ động kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn, tổ chức neo đậu tàu thuyền, gia cố lồng bè thủy sản, không để người trên các tàu thuyền, lồng bè chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện. Yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát có phương án sơ tán khẩn nhân dân tại các khu nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, các công trình đang thi công, công trình giao thông, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn để phòng trường hợp mưa lũ gây chia cắt dài ngày. Trong khi bão số 7 đang tiến về đất liền nước ta, thì trên vùng biển phía đông của Philippines vừa hình thành một áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào biển Đông trong ngày 15 tháng 10 và có thể tiếp tục mạnh thêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo đến 13 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn cũng cho biết, trong khi bão số 7 đang hoạt động trên Biển Đông, thì ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines lại có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành. Dự báo áp thấp nhiệt đới này đi vào Biển Đông trong ngày 15 tháng 10, sau đó có khả năng mạnh thêm. Như vậy, Biển Đông đối diện với nguy cơ bão chồng bão trong những ngày tới. Thưa quý vị, hơn 2.300 hồ đập trải dọc Trung Trung Bộ hiện đã tích được từ 50 đến 60% dung tích nước trong đợt mưa lũ vừa qua. Các địa phương và chủ hồ chứa có thể lạc quan khi dung tích chứa nước ở các hồ vẫn còn. Dù vậy, nguy cơ cao nhất lại đến từ các hồ nhỏ, đặc biệt nhiều hồ thủy điện hiện đã đầy nước. Việc xả lũ từ các hồ chứa này có thể gây nguy cơ lũ chồng lũ. Và tại Quảng Bình, ngoài việc ứng cứu trong lũ lụt, tỉnh này đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Hồ Phú Vinh ở thành phố Đồng Hới có dung tích thiết kế 22 triệu mét khối. Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã khiến lưu lượng nước trong hồ đạt khoảng 44%. Hiện ba cửa tràn vẫn đang được mở xả điều tiết tránh sự cố mất an toàn cho vùng hạ du. Xả lũ là đúng theo các quy trình đã phê duyệt. Hiện tại thì hồ chứa chúng tôi là thời điểm hiện tại là chưa tích nước và dự kiến sau ngày 15 tháng 10 mới tiến hành tích nước, thì chúng tôi cũng sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết để có cái phương án phù hợp đảm bảo an toàn công trình và không để ngập lụt ở vùng hạ du. Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 150 hồ đập, trong đó có 17 hồ đập lớn do công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý, còn lại là do các địa phương quản lý, trong đó có nhiều hồ đập đã xuống cấp nghiêm trọng. Nếu mưa lũ lớn tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Đến thời điểm hiện tại, dung tích bình quân các hồ đạt trung bình trên 50%. Trên địa bàn tỉnh có một vài cái hồ nhỏ ở địa phương quản lý thì do trong cái quá trình xây dựng đã lâu, do đó cũng có một số cái hạng mục nó xuống cấp, thì chúng tôi đã hướng dẫn cho cả cái địa phương có cái phương án để chuẩn bị và đối phó với trong những cái tình huống mà cấp bách. Hiện nay, nhiều chủ hồ đang có suy nghĩ tiếc nước, không muốn xả khi mưa lũ về dồn dập sẽ gây nguy cơ mất an toàn hồ đập. Do đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu chủ các hồ chứa, hồ thủy điện cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc xả lũ, thực hiện nghiêm theo lệnh, không tự ý xả lũ hay đóng cửa xả khi chưa có chỉ đạo. Thưa quý vị, kể từ năm 1989, ngày 13 tháng 10 hàng năm, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. ASEAN cũng lấy ngày này là ngày quản lý thiên tai ASEAN. Hưởng ứng ngày này, ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cùng đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế đã cùng nhau ngồi lại nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thể xã hội đến việc giảm nhẹ thiệt hại thiên tai tại Việt Nam. Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cực đoan, bất thường, gây thiệt hại nặng nề về vật chất và sinh mạng con người.
các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gia tăng gấp đôi trong vòng 20 năm. Những thảm họa liên quan đến khí hậu cũng tăng đột biến, từ hơn 4.000 vụ trong giai đoạn 1980-1999 lên 7.348 vụ trong giai đoạn 2000-2019. Tại Việt Nam, tuy không diễn ra dồn dập và khốc liệt, nhưng thiên tai ngày càng mang yếu tố cực đoan. Những năm gần đây tổng kết 10 năm, mỗi năm Việt Nam hứng chịu hàng chục cơn bão, rất nhiều dị thường thời tiết, gây ra thiệt hại về kinh tế về người rất lớn. Những năm trước đây tổng kết mỗi một năm khoảng 300 đến 400 người thiệt mạng. Và thiệt hại GDP Việt Nam theo các tổ chức quốc tế đánh giá thì Việt Nam hàng năm mất khoảng 1,5 cho đến 2% GDP. Thậm chí những năm gần đây có năm mất nhiều hơn. 2017, 24 cơn bão và áp thấp, năm đó chúng ta đã thiệt hại 63.000 tỷ và khoảng hơn 2% GDP. Trước thực tế đáng báo động này, chủ đề của Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay là quản lý rủi ro thiên tai. Bởi quản trị tốt chính là con đường giảm thiểu rủi ro hiệu quả, trong khi quản trị yếu kém được coi như là một yếu tố làm gia tăng mức độ rủi ro thiên tai. Chủ đề này còn nhằm truyền tải thông điệp rằng rất nhiều thảm họa có thể phòng tránh nếu các nước có một chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai để quản lý và giảm mức độ của các rủi ro đang hiện hữu, cũng như tránh gây ra những rủi ro mới. Tại buổi lễ cũng đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai. Cuộc thi đã đánh dấu một nỗ lực rất lớn của các cơ quan truyền thông và từ lực lượng lớn những người làm báo để hỗ trợ truyền tải thông tin về thiên tai, ghi nhận những hoạt động gian nan, vất vả của cả lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai. Tàu cá không đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn khai thác thủy sản diễn ra khá phổ biến tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, hoạt động của ngư dân diễn ra trong mùa mưa bão nên khó khăn cho công tác quản lý và hỗ trợ phòng chống thiên tai. Bất chấp tiếng còi cảnh báo của lực lượng bộ đội biên phòng, ngư dân vẫn điều khiển con tàu băng băng hướng ra cửa biển trong thời tiết gió bão. Đây chỉ là trường hợp cụ thể trong số 1.782 tàu cá trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi chưa đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động. Trong lúc cơ quan chức năng chưa có giải pháp cụ thể, thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng đang gặp khó khăn với nhiệm vụ quản lý con người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển. Công tác kiểm soát để mà chặt chẽ đối với những cái tàu này nó hơi khó khăn, vì người ta cũng không có giấy tờ đăng ký đăng kiểm gì cả, mà mình cho người ta đi thì nó cũng là xa. Cái này người ta không đầy đủ giấy tờ, đáng lẽ là người ta phải nằm bà. Nhưng mà cái thực trạng nó có một số lượng lớn như thế, thì nếu không giải quyết người ta đi thì cuộc sống người ta bây giờ là mình rất là khó để mà xử lý. Mà giải quyết người ta đi thì phải đề nghị người ta phải có cam kết đảm bảo an toàn về người và phương tiện, và phải xuất bến đi thì phải trong cái điều kiện thời tiết nó thuận lợi nhất. Để quản lý con người, phương tiện trong mùa mưa bão, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên truyền, vận động ngư dân theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, không hành nghề trong lúc mưa bão diễn biến bất thường. Các trạm kiểm soát biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng đăng ký các kênh liên lạc để cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ, xử lý sự cố trên biển. Thì đối với số phương tiện này, đa số là người ta làm là gần bờ, phương tiện là ở tuyến lộng là dưới 15 mét. Do đó là chủ động lấy số điện thoại của gia đình và của chủ phương tiện, của thuyền trưởng. Khi phương tiện hành nghề thì có thể gọi bằng điện thoại hoặc là qua cái thiết bị bộ đàm để là kết nối với cái phương tiện này. Khi mà có thiên tai, lũ lụt xảy ra, thiên tai và xảy ra thì kịp thời thông báo cho bà con trên nhiều hình thức. Tỉnh Quảng Ngãi đang vào mùa mưa bão, nhưng tàu cá hoạt động trên biển liên tục xảy ra các sự cố làm thiệt hại về tài sản và tính mạng của ngư dân. Nguyên nhân tai nạn là do hầu hết các phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu.